mình phải lọc hết ra hàng cũ rồi. Mày khí to à? Dạ. Lục khí to đi. Thiếu hơi không? Chuyến máy hả? Khí như tơ nó xuống khí luôn ta. Dạ. Khí như tơ cũng xuống khí hả? Khí nào chả xuống anh? Nó xuống nhiều hay xuống ít thôi. Ừ. Nó chảy hả? Dạ đúng rồi. Ngon. Miếng kia là dùng cái trùng gì? Sao? Cái miếng này à, dùng đấy là cục đu lô anh. Anh làm gì? Cái mâm đu lô anh, xếp lốp á. À. Nó bỏ qua những cái cao thấp trong cái bếp. À. Xanh mâm, xong bóng, bánh nè. Khi tôi cái vỏ can đa đi được không anh? Dạ. Cái vỏ can đa đi được không? Can đa. Ừ. Đi được mà nó mà không có thương hiệu mà em. Ừ. Quá nhiều ha. Má cũng. Con chiếc lái này chắc là xe 7 chỗ là 700 ngàn đúng không? 6 dạ, 700. Không, anh em tính con xe. Con xe hả? Giống như tô xe thường thường này là 440 à. Còn xe 7 chỗ này thì sao? Không, 7 chỗ xe thường thì cũng 440. 440 rẻ hả? Dạ. Thì thôi như bé em thì á. Ờ. Nó tương đương. Như là Ford Ranger thì 100 mấy. Ừ. Bé em thì mình chỉ có loại 800 mấy. Ờ. Thiếu không? Thiếu không? Dưới 35 gram hả? Dạ. Yeah. 35 gram. Gõ rồi là bao nhiêu phần trăm anh? Vỏ này. Cái ngoài bao nhiêu phần trăm?
này mặn lắm rồi không xưa rồi. Cái gái nè. Thiếu không? Thì dạ, nhìn đâu mới biết thiếu ta? Có. Hai ký. Ký chín hả? Ờ. Mày bơm hai cái máy. Cái tờ nó xài ok lắm á. Vẫn là chỗ cũ à? Dạ yeah, đúng rồi. Bánh này thiếu nặng. Dạ đúng rồi. Thôi tôi mong chạy đi cái ù vậy đâu. Tư à? Dạ, không. Bơm nổ nhảy làm sao? Dạ, nó đủ này, cái bánh xe nó báo màu xanh. Ok. Mình chỉnh ba chiếc tư là tự động. Dạ, ô tô nó cái nhanh. Nếu như mình muốn bơm bao nhiêu mình sẽ cho mình. Muốn bơm 2 kg 2 kg 1 kg 2 kg thì mình chọn bơm. Ok, ok. Tờ hả? Dạ. Ủa này 25 gram với 50 gram hay gì? Dạ, nó là hai mặt thôi. Hai mặt luôn à? Dạ. À. Nào, mặt ngoài. Mặt hai mặt ngoài á, rồi cái mình chuyển qua bên trong. Này mấy gram? Cái này 50 gram đi. 50 gram. Đó, giờ nó chụp qua mặt ngoài. À, ngoài đây. Còn kẹp bên hông là nó báo khác à? Dạ. Kẹp bên hông, kẹp kì bên hông là nó báo khác. Dạ không, mình cho chồng mình chọn chương trình thôi. Bây giờ anh muốn chọn chương trình ở đây, anh chọn chương trình đọc. Dạ. À. Có hai chương trình anh. À, hiểu rồi. Còn từ tháng mâm có mâm đóng đậm. Đó, chương trình nó khác. Nhưng mà mâm đúc thì mình thường là dán dạ. Ờ, cái nào xài được hơn? Thằng nào cũng được anh. Theo những cái thằng nó giống như mặt tiền đó thì mình lên dán thì nó đẹp hơn. Tự nhiên mặt ngoài anh có cục chì đóng vô thì mình nhìn nó xấu. Còn những dòng mâm nó không cho đóng buộc mình phải dán. À, 5 gram.
có ok hả? Dạ. Đậu qua rồi, đậu qua đậu lại. Không. Đậu qua đậu lại nha mọi người.